Đổ Vũ Đồ Thờ Thành Nguyên trân trọng kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Bây giờ vào buổi sáng ngày 13 tháng 1 năm 2021, tức ngày 11 tháng 12 âm lịch, tại cơ sở sản xuất Đồ Thờ Thành Nguyên. Trước mặt quý vị đây là một bộ sập thờ. Bộ sập thờ này là của gia đình Chú Tính, chú ở trong Bạc Liêu. Chú đặt chúng tôi cách đây khoảng một tháng. Hôm nay là tôi làm xong phần mộc rồi, là và hay là xong phần sơn là quay lên cho chú và quý vị các bạn tham khảo. Cái sập thờ này là có kích thước là dài 2m17 và rộng 1m07 và cao 1m17, chất liệu hoàn toàn bằng gỗ vỗ đỏ. Chân chú đặt là chân vuông 24, dạ tiền dạ ngang là 5 phân, sắp lên là thành 10 đến 12 phân. Đây dạ ngang. Và ván mặt là 2 phân. Khuôn mặt 5 phân. Hàng đục rất là đẹp. Và một bộ cuốn thư câu đối của gia đình chú Trung, chú ở Lâm Đồng. Đây chú đặt chúng tôi. Hôm nay là tông là quay lưng chú xem. Bộ cuốn thư này có kích thước là dài 1m97 và rộng 87 và dày 4 phân. Và câu đối là dài 1m97, rộng 28 và dày 4 phân. Chữ cuốn thư là có chữ là Đức Lưu Quang, mạ vàng Đài Loan. Và bên tay phải đây là có chữ là Tổ Tông Công Đức Tiên Nhiên Thịnh. Và bên tay trái cho đây là chữ là Tử Hiếu Tôn Hiền Vạn Đại Vinh. Đây là của chú Trung, chú ở Lâm Đồng nha. Vậy mọi thông tin chi tiết kính mong quý vị các bạn liên hệ qua số điện thoại 0398949884 hoặc đến trực tiếp cơ sở Đồ Gỗ Đồ Thờ Thành Nguyên nằm tại khu công nghiệp La Xuyên Vàng, Yên Ninh, Y Yên, Nam Định. Xin chân thành cảm ơn.